Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu về khái niệm là gióng hàng, sắp xếp các đối tượng ở trong trang làm việc. Thế như mô tả vừa nãy của tôi thì cái việc mà thiết kế, nếu chúng ta nhìn nó một cách thật là đơn giản, thì thực ra là cái việc sắp xếp gom các cái đối tượng đơn giản thành các cái nhóm với nhau và gom nhiều nhóm vào, sắp xếp nhiều nhiều nhóm trở thành những cái bố cục hoàn chỉnh. Thế thì cái bản chất thao tác của chúng ta là chúng ta sẽ sắp xếp các đối tượng với nhau rất là nhiều, và do đó thì chúng ta cần tới những khái niệm về gióng hàng, sắp xếp các đối tượng và chia các khoảng cách các đối tượng ở trong bản vẽ của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ví dụ như thế này để minh họa về cái việc sắp xếp các đối tượng. Trên màn hình của tôi đang có 3 đối tượng và tôi đặt nó cũng nó sẽ nằm ở cái vị trí là một cái là nằm ở góc bên trái, một cái nằm giữa và một cái nằm ở bên phải, và đồng thời cũng là trên, giữa và dưới theo chiều đứng. Bây giờ khi mà tôi muốn sắp hàng các đối tượng thì trước hết là tôi cần phải chọn các đối tượng đã. Thực ra thì cái lệnh gióng hàng thì chúng ta sẽ có yêu cầu là từ 2 đối tượng trở lên. Đấy, một đối tượng thì sẽ không có cái khái niệm đó, tại vì là muốn sắp hàng có nghĩa là chúng ta phải có trên một đối tượng thì chúng ta mới có khái niệm sắp hàng, còn một đối tượng thì không biết sắp hàng với cái gì. Thế bây giờ chúng ta có một số lệnh như thế này: sắp hàng thẳng bên lề trái, sắp hàng thẳng bên lề phải, sắp hàng thẳng theo trục giữa, rồi sắp hàng bằng đỉnh, sắp hàng bằng đáy, sắp hàng bằng bằng tâm giữa. Vâng. Thế thì bây giờ chúng ta xem là Corel nó hỗ trợ chúng ta sắp xếp những cái đối tượng này như thế nào. Ở cách mà nhanh nhất là chúng ta, thực ra chúng ta có mấy mấy cách khác nhau. Đó, hay là mấy 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 cách tiếp cận khác nhau như thế này. Các bạn có thể vào trong object, trong object này thì các bạn tìm tới lệnh align and distribute, thì nó cung cấp cho chúng ta các lệnh như thế này: align left này, align right này, align top, align bottom, align center horizontally và align center vertically. Thì đấy là những cái lệnh gióng hàng cơ bản mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta gióng hàng, sắp xếp các đối tượng với nhau. Và cái phím tắt của nó thì vô cùng dễ nhớ: left là L, đó, right là R, top là T, bottom là B, center vertically thì là C. Thế còn center horizontally thì nó sẽ, vì một thằng đã chiếm mất chữ C rồi cho nên nó sử dụng chữ thứ hai trong cái chữ center, đó là chữ E. Đấy, bây giờ chúng ta có thể gióng bằng cách là vào lệnh object này, align and distributor, và chúng ta sử dụng lệnh ở đây, hoặc chúng ta có thể dùng phím tắt, hoặc một cách khác là các bạn có thể bật cái hộp thoại ở trên thanh property này ra. Đấy, khi các bạn bật ra đây thì nó cũng cung cấp cho các bạn các cái biểu tượng gióng hàng ở đây. Thế bây giờ chúng ta nếu mà đã nhớ được nhanh những cái biểu tượng thì chúng ta có thể là gióng bằng phím tắt luôn, ví dụ left. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nhận xét là gì? Tôi gióng left thì các đối tượng được chọn chạy về và gióng hàng bên cạnh trái của cái đối tượng nằm ngoài cùng bên trái trong số các đối tượng được chọn. Này, Ctrl Z lùi lại này. Bây giờ tôi nhấn R là right. Thì lúc này này, chọn nhé, R, right. Thì chúng ta lại thấy là gì ạ? Nó gióng hàng theo cạnh phải của cái đối tượng mà nằm ngoài cùng ở bên trái. À, như thế thì không có nghĩa rằng là nó chọn theo vị trí tương tương đối là ngoài cùng bên trái hay ngoài cùng bên phải nữa, mà lúc này thì chúng ta lại phải xem xét lại về một khái niệm khác, đó là trong các đối tượng được chọn thì cái đối tượng mà đang đứng im đó là đối tượng như thế nào. Đó, đây tôi đặt thử chúng nó vào với nhau thì tôi phát hiện ra một điều rằng là đối tượng mà đứng im là cái đối tượng được vẽ đầu tiên. Đấy, xuất hiện đầu tiên và nó ở tầng thấp nhất trong số các đối tượng được chọn. Như thế là chúng ta nhận ra một vấn đề là khi chúng ta
khi chúng ta sử dụng lệnh đóng hàng thì đối tượng nào mà ở tầng thứ thấp nhất, hay là nói một cách khác là đối tượng nào được vẽ ra trước nhất trong số các đối tượng mà đóng hàng, thì đối tượng đó sẽ đứng im để làm cọc tiêu cho các cái đối tượng khác đóng theo. Mình cứ hình dung lại về cái khẩu lệnh mà đóng hàng nhé, đúng không? Ví dụ như các bạn đi học phổ thông thì đầu tuần bao giờ các bạn cũng có cái vụ chào cờ đầu tuần đấy, và khẩu lệnh khi mà sắp hàng là gì? Nhìn trước thẳng, có nghĩa là cái thằng nào mà đứng đầu hàng thì đứng im, còn các thằng khác thì nhìn theo cái thằng đứng đầu đó mà cứ gióng cho thẳng thì thôi. Thì ở đây cái thằng nào mà được vẽ ra đầu tiên, thằng đấy sẽ đóng vai trò là đứng im. Nhưng chúng ta lại có một cái thắc mắc nữa là có đúng là như thế không? Có cách nào khác nữa không? Thì thực ra là Corel nó chấp nhận cho chúng ta hai phương pháp gióng hàng khác nhau. Chúng ta phải xem lại cái cách thức mà chọn các đối tượng. Thì vừa nãy là tôi và các bạn chọn theo cách như thế nào? Tôi và các bạn chọn theo cách là không phân biệt trước sau. Có nghĩa là tôi nhấp chuột và tôi vẽ ra một vùng chọn như thế này. Và khi tôi nhả chuột, có nghĩa là cả ba đối tượng này được chọn cùng một lúc với nhau, không phân biệt đối tượng nào chọn trước, không phân biệt đối tượng nào chọn sau. Và khi chúng ta chọn theo cái kiểu là đồng loạt một lúc như thế thì nó sẽ ưu tiên cho cái đối tượng nào mà có tầng thứ thấp nhất, hay là nói một cách khác là đối tượng nào được vẽ ra trước nhất trong số các đối tượng mà đang được chọn này. Bây giờ chúng ta cùng kiểm nghiệm lại xem là cái lý luận như thế là có đúng hay không, đúng không? Bây giờ tôi sẽ không chọn cùng nhau nữa, mà tôi chọn bằng cách là giữ shift, tôi chọn lần lượt từng đối tượng một. Như thế là tôi sẽ có cái xác nhận rằng đối tượng này chọn trước, đối tượng này chọn sau. Thì cái lý luận rằng là cái đối tượng được vẽ trước ra hay là tầng thứ thấp nhất nó có còn đứng vững hay không? Đây, chúng ta bấm chọn đỏ này, giữ shift chọn xanh này, giữ shift chọn vàng này. Như vậy là đối tượng đỏ được chọn đầu tiên, đối tượng vàng được chọn cuối cùng. Và bây giờ tôi nhấn right chẳng hạn, xem hàng bên phải. Lúc này thì tôi lại thấy là đối tượng vàng đứng im, còn các đối tượng khác chạy theo nó. Bây giờ tôi lại chọn lại thêm một lần nữa nhé. Chọn đỏ này, giữ shift chọn vàng này, chọn xanh này. Và bây giờ tôi lại nhấn right. Thì lúc này thì thằng xanh lại đứng im, và thằng đỏ, thằng vàng lại chạy theo thằng xanh để gióng bên phải của nó. Như vậy là chúng ta thấy là nó có hai phương pháp khác nhau, tùy vào yêu cầu mà chúng ta sẽ lấy cái cách nào cho nó phù hợp với lại cái công việc của chúng ta. Nếu mà chúng ta chọn cùng một lần tất cả các đối tượng thì đối tượng nào được vẽ ra đầu tiên, hay là đối tượng nào có tầng thứ thấp nhất trong số các đối tượng đó sẽ đứng im và các đối tượng khác gióng theo nó. Còn trường hợp mà chúng ta chọn có trước có sau, ở đây thì chúng ta xác nhận luôn là đối tượng nào được chọn sau cùng thì đối tượng đó sẽ đứng im và các đối tượng còn lại sẽ gióng theo nó. Như vậy là có hai cách gióng hàng khác nhau. Đấy, tùy thuộc vào cái cách chọn các đối tượng của các bạn. Đấy. Bây giờ tôi nhấn T, ok, là bằng đỉnh, đúng không? Tôi nhấn B, bottom, là bằng đáy. Tôi nhấn C là thẳng hàng theo trục dọc. Tôi nhấn E là thẳng hàng tâm theo trục ngang. Thế như vậy là chúng ta đã rất nhanh, chúng ta biết được cái cách gióng hàng các đối tượng và cái ưu tiên là đối tượng nào được im ở trong cái lệnh này. Ngoài ra chúng ta còn có một vài cái lệnh nữa như thế này. Trong object và align and distribute này thì chúng ta còn có một số lệnh, mà lệnh này thì chỉ cần là một đối tượng thôi cũng thực hiện được, nhiều thì cũng được mà một cũng được. Đó là gì đấy ạ? Lệnh center a page, hay là phiên tắc của nó là P. Tôi chỉ cần chọn một đối tượng bất kỳ, sau đó tôi nhấn P thì đối tượng đó tôi không cần biết là nó nằm ở đâu ở trong cái tài liệu này, lập tức nó sẽ nhảy về, nó nằm đúng tâm của trang giấy. Tiếp theo là chúng ta có lệnh center a page horizontally. Thì với cái lệnh này tôi cũng chỉ cần chọn một đối tượng thôi là cũng được rồi. Tất nhiên chọn nhiều đối tượng thì nó giống nhiều đối tượng luôn. Đó là gì ạ? Center a page horizontally. Thằng này ở bất kỳ vị trí nào tôi không cần biết,
Nhưng khi mà tôi nhấn lệnh, nó sẽ nhảy vào, nó nằm đúng cái trục dọc thẳng từ trên xuống của trang giấy. Thế còn một lệnh tiếp theo đó là center a page vertically, thì tôi nhấn lệnh này, đối tượng được chọn hoặc các đối tượng được chọn, tôi không cần biết nó nằm ở vị trí nào, chắc chắn nó sẽ chạy tới nằm ở cái vị trí ngang giữa trang giấy, tọa độ ngang giữa trang giấy. Thì đấy là mấy cái thao tác để gióng hàng một hoặc nhiều đối tượng đấy. Trong đó nếu như mà chúng ta gióng nó với trang giấy thì chúng ta chỉ cần chọn từ một đối tượng là chúng ta đã gióng được rồi, còn nếu mà chúng ta gióng các đối tượng với nhau thì chúng ta phải gióng từ hai đối tượng trở lên thì nó mới hiện lên các cái lệnh hoặc là nó mới khả dụng cho chúng ta gióng hàng các đối tượng. Ngoài cái này ra thì chúng ta được cung cấp thêm một khả năng nữa, đó là lệnh chia đều khoảng cách giữa các đối tượng. Chia đều khoảng cách giữa các đối tượng có nghĩa là thế nào? Chia đều khoảng cách giữa các đối tượng nghĩa là tôi chọn từ hai đối tượng trở lên, sau đó thì tôi sẽ sử dụng lệnh như thế này. Đấy. Distribute chia đều khoảng cách từ cạnh trái của đối tượng nọ tới cạnh trái của đối tượng kia, chia đều khoảng cách từ tâm của đối tượng nọ đến tâm của đối tượng kia, chia đều khoảng cách từ cạnh phải của đối tượng nọ đến cạnh phải của đối tượng kia, chia đều khoảng cách giữa gì đấy, khoảng hở từ đối tượng nọ đến khoảng hở của đối tượng kia. Đấy. Chia đều khoảng cách từ đỉnh của đối tượng nọ đến đỉnh của đối tượng kia, chia đều khoảng cách từ tâm của đối tượng nọ đến tâm của đối tượng kia tính theo chiều ngang, chia đều khoảng cách từ đáy của đối tượng nọ đến đáy của đối tượng kia, và chia đều khoảng cách từ đỉnh của từ đáy của đối tượng trên đến đỉnh của đối tượng dưới. Đây, bây giờ chúng ta thử này, chia đều khoảng cách từ cạnh trái này. Đấy, sau khi mà tôi gióng như thế này, đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là cạnh trái của đối tượng vàng. Nếu tính từ khoảng cách đó tới cạnh trái của đối tượng đỏ thì nó cũng sẽ bằng gì đây ạ? Từ cạnh trái của đối tượng đỏ đến cạnh trái của đối tượng xanh là cây này. Bây giờ tôi lại chọn tiếp này. Chọn tất cả các đối tượng. Bây giờ nếu mà tính tâm này. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy đây, từ tâm của đối tượng vàng đến tâm của đối tượng đỏ thì sẽ bằng từ tâm của đối tượng đỏ đến tâm của đối tượng xanh. Còn nếu mà tôi tính từ cạnh phải thì đây, thì chúng ta cũng sẽ có gì đây, cạnh phải của đối tượng vàng đến cạnh phải của đối tượng đỏ sẽ bằng cạnh phải của đối tượng đỏ đến cạnh phải của đối tượng xanh. Đại loại nó sẽ là như thế, nó sẽ cho phép các bạn chia đều khoảng cách giữa các cái đối tượng này với nhau. Thế còn nếu như mà chúng ta chọn một số các cái tùy chọn khác như thế này, đây cũng có hai tùy chọn, một tùy chọn là extent of selection là so sánh giữa các đối tượng được chọn với nhau. Thế còn nếu như chúng ta bấm chọn ở đây là extent of page thì lúc này chia đều khoảng cách thì nó lại tính là ở trong cái phạm vi với trang giấy thôi. Đấy, thì các bạn lại có thêm một cái tùy chọn như thế. Ngoài ra thì nó còn có một vài cái tùy chọn nữa mà chúng ta có thể bổ sung thêm, ví dụ như là Align Object To gì đó. Trong này nó được cung cấp là Active Object, tức là các đối tượng được chọn này. Đấy, Page Edge, tức là tính theo lề của trang giấy này. Center of page này thì tính từ tâm của đối tượng này. Guide là theo cái hệ lưới này. Rồi specify point thì các bạn có thể là sẽ có những cách sắp xếp khác nhau nếu như các bạn chọn những cái cách giống như thế này. Thế thì đấy là một vài cái thao tác cơ bản để giúp chúng ta có thể là chọn lựa và xếp hàng các đối tượng với nhau hoặc là chia đều khoảng cách với nhau.